Sau dịch bệnh nhiều đại lý xe hơi cũng tăng cường bán online qua website hoặc qua Zalo, Facebook. Khách xem xe trực tiếp bằng livestream hoặc hình ảnh, ưng ý khách đến xem trực tiếp và thỏa thuận giá. Theo nhiều đại lý xe hơi, nhờ bán qua mạng nên tiếp cận khách hàng mục tiêu tốt hơn. Mức giá đưa ra để khách tham khảo cũng phải sát hơn so với giá bán offline mới mong gặp được đúng đối tượng khách hàng. Hiện, các mẫu xe được giao bán trên mạng vẫn chủ yếu tập trung phần lớn vào xe giá rẻ, song gần đây các mẫu xe phổ thông, tầm trung, xe sang đã được bán ngày càng nhiều với giá khá rẻ. Cụ thể, mẫu BMW Series 320 i đời 2010 chỉ có giá tầm 400 triệu, trong khi đó các mẫu xe 7 Series của BMW đời 2010 cũng chỉ có giá bán ra dưới 1 tỷ. Trong khi đó, với mẫu mới đời 2019 của dòng 7 Series hiện giá vẫn neo ở mức trên 4 tỷ. Mẫu BMW Series 3 nhập khẩu nguyên chiếc có giá bán cũ rất thấp, mẫu xe đời khá mới 2010 chỉ có giá dưới 450 triệu. Đáng chú ý BMW hiện là một trong số ít hãng xe có xe đời cũ bán ra nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Dòng 7 Series đời 2010 đến 2012 cũng có giá khá mềm. Điểm đặc biệt là các mẫu xe sang có thiết kế ngoại thất và nội thất rất chất lượng. Bản xe xe đen của BMW dường như không lỗi mốt và không có quá nhiều cách tân theo thời gian. Chính vì vậy, khách mua xe cũ cũng được ăn ủi phần nào về việc xe lỗi mốt, mất giá. Ngoại thất của BMW 7 Series đời 2012 dưới 1 tỷ đồng khá bắt mắt, trong khi bản mới đời 2018 đến 2019 có giá trên 4 tỷ đồng, mức tranh rất lớn. Điểm mạnh của các mẫu xe Đức là chất lượng xe tốt, những ai mê xe sang sẽ không thể nào chối từ được thiết kế ngoại, nội thất chất lượng, chắc đầm của xe Đức. Tuy nhiên, điểm trừ của các dòng xe châu Âu chính là phụ tùng thay thế rất đắt đỏ do nguồn nhập hạn chế. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyên nếu chọn mua xe cũ của EU nên chọn những mẫu có đời xe 10 năm trở lại. Lexus là dòng xe sang đời cũ bán ra rất khó tại Việt Nam, cho dù chất lượng mẫu xe này không phải bàn cãi. Điểm hạn chế của mẫu xe này chính là mức giá cao, khó tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, khi thị trường xe Việt bùng nổ, nhiều hãng hạ giá xe xuống thấp hơn, các dòng xe cũ của Lexus cũng được giảm giá nhanh. Chiếc Lexus IS 250 đời cũ 2010 chỉ có giá hơn 820 triệu, thiết kế xe và nội thất vẫn rất mới mẻ, hiện đại và bắt mắt. dòng Santa Fe trước đây được coi là xe sang của Hyundai tại Việt Nam, với mẫu xe cũ đời 10 năm trở lại giá luôn ở mức cao từ 700 triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Nhưng nay, các mẫu xe này đã hạ nhanh, dòng xe đời 2010 trở lại 2015 hầu hết nhập nguyên chip từ Hàn Quốc. Toyota Camry mẫu xe cán bộ, luôn được khá nhiều quan chức, người có tiền sử dụng cả cũ và mới. Nay, ở thị trường xe cũ, mẫu xe này cũng được xếp vào xe tầm trung, thậm chí những mẫu có dung tích xi lanh cao, khách chê vì tốn xăng, máy kém. Ngoài những mẫu xe cũ giảm giá mạnh, hết thời tự nâng giá, thổi giá trên trời ở cả thị trường xe cũ và mới. Gần đây, thị trường xe mới xuất hiện rất nhiều hãng xe giảm giá hàng loạt mẫu, như Ford giảm mạnh cả mẫu Everest lẫn Explorer đúp giảm giá đồng loạt X7, X5. Giảm giá sốc nhất thị trường xe Việt tháng qua chính là mẫu SUV sang trọng X7. Hiện giá bán đại lý mẫu xe này chỉ dao động từ 6 đến 6 tỷ rưỡi tùy theo loại xe. Đây là mức giá giảm mạnh nhất trong những năm qua, giảm từ 1 đến 1 tỷ 4 để câu kéo khách hàng cạnh tranh với các đối thủ như Q7 của Audi hay Volvo XC90 T8 Excellence. Mẫu xe khác là Range Rover Autobiography LVKB cũng được hãng, đại lý giảm giá hơn 260 triệu để hỗ trợ khách hàng. Ngoài Range Rover, còn có Jaguar cũng giảm giá vào giá bán, hoặc khuyến mại cho khách hàng mua một số mẫu bằng bảo hiểm thân vỏ. Xe cộ